Chào quý khách hàng và bà con, đây là hình ảnh cây dừa xiêm lùn đỏ tại vườn ươm cây xanh Gia Nguyễn. Cây giống hiện tại bộ rễ đã phát triển ổn định, có nhiều rễ tơ, cây xanh tốt, không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Cây có chiều cao từ 50 đến 60 cm, không bị cụt ngọn và đã đủ ngày tuổi xuất vườn. Công ty chúng tôi đang có vườn ươm tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vườn trưng bày cây giống ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu mua cây dừa xiêm lùn đỏ, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0937670722. Bên phải, phía trên màn hình để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và bà con.